khi công tác tổ chức lễ hội có những chuyển biến. Rất là thoải mái hơn này, không còn tình trạng hò đò chèo kéo. Không có cò mồi, mỗi năm là các cô đi là cứ cò mồi là đục chúng tôi, cô được mất tiền thôi. Năm nào em cũng muốn đến và về để lấy mẫu. Và vệ sinh ở đây thì là được các cô, các chú là dọn dẹp rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Năm mới đến, nhưng chuyện cũ vẫn diễn ra. 100.000 hôm đấy, 25.000 gọi có công thôi, nhưng mà đây người ta ăn đầy quá. Đắt lắm, ở đây họ ăn lãi kinh lắm. Trong một tài trong kia, đài được ngay nhá. Không có tiền mặt thì vẫn sẽ phải bán cho cô. Thưa quý vị, đã từ lâu thì thói quen du xuân vãn cảnh, làm lễ tại các đền chùa đã trở thành một nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt. Không chỉ góp phần gìn giữ nét văn hóa ấy, đây còn là dịp để tâm thức mỗi người hướng tới cái thiện và những giá trị tốt đẹp trong năm mới. Năm nay thì thời tiết mưa thuận gió hòa như càng khiến cho bước chân du xuân của du khách thêm thuận lợi. Ở các địa điểm du lịch tâm linh đã đông đúc và nhộn nhịp ngay từ những ngày trong Tết. Từng người một đi lên mua vé thôi ạ. Để phòng vé làm thủ tục cho nhanh. Còn tất cả các chị đứng lùi giữa đường line giùm em với. Mua được rồi, nhưng mà vẫn còn no là xem có đi được, đợi để đi được không hay là tối quá ấy. Có người đợi cả tiếng vẫn chưa mua được vé vì lượng khách đổ về khu du lịch Tràng An những ngày đầu năm tăng vọt. Ước tính dịp Tết này nơi đây đón hơn 1 triệu lượt khách. Năm nay chúng tôi đã tăng lượng đò lên rồi, thì cũng giảm được cái việc là tắc đường thủy và di chuyển, khách di chuyển cũng rất là nhanh, thông suốt trong các tour tuyến. Và trên đường bộ thì chúng tôi đã tăng cường số lượng các cái quầy vé lên để làm sao mà du khách mua vé một cách nhanh chóng hơn. Thay đổi để đáp ứng nhu cầu du khách, các địa điểm du lịch mới bởi thế cũng được ra đời. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán, khu du lịch Khê Cốc được đưa vào sử dụng, thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan trải nghiệm không gian văn hóa. Ở đây thì độc đáo, còn biết được những kiến thức lịch sử mình chưa được nghe. Tái hiện lại cái cuộc sống của người ta tiền sử đã thích ứng với những cái bối cảnh môi trường như thế nào, để cho lớp trẻ có những cái suy nghĩ, những cái hành động trong tương lai, bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ cái bà mẹ thiên nhiên. Còn tại chùa Tam Trúc, trung bình mỗi ngày đầu năm đón hơn 1.000 du khách thập phương về chiêm bái. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ít ỏi, chị Nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt hàng ngàn cây số cùng với gia đình để du xuân lễ Phật. Mong muốn nhất là mình được nhiều sức khỏe hơn. Thứ hai nữa là mình muốn được mọi người đều trong gia đình đều đi chuyến đi này được vui vẻ, hạnh phúc. Và hy vọng là năm mới được suôn sẻ như thế này thì cả năm được vui vẻ cả năm. Quý khách đi tham quan theo các đoàn lẻ, hãy hoan hỉ di chuyển lên tàu TC20 giúp chúng tôi để đi tham quan đi. Năm nay không còn cái hiện tượng mà chen lấn đông đúc như là mọi năm nữa mà rất là khang trang sạch sẽ. Cách chùa Tam Trúc hơn 100 cây số, khu danh thắng Tây Thiên cũng nhộn nhịp du khách từ mùng 1. Dịch vụ xe điện kết hợp với hệ thống cáp treo lên tận đền thượng khiến chặng đường hành hương về lễ mẫu của người dân cũng có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Vừa cảnh quan đẹp này, vừa lễ mẫu này, vừa lễ cô lễ cậu, cho nên là năm nào mình cũng muốn đi. Năm nay là một là thời tiết rất là thuận lợi. Đấy, và thứ hai là cái ngày nghỉ của nhân dân cũng kéo dài, cho nên là cái lượng khách về Tây Thiên là cũng sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Và để chuẩn bị tốt cho cái công tác phục vụ du khách thì chúng tôi đã cho kiểm tra kiểm định toàn bộ cái hệ thống xe điện và cáp treo. Đấy, cũng như là phân làn phân luồng, bố trí các điểm chờ cho du khách để du khách khi đến đây có một cái chuyến hành hương thuận lợi và an toàn. Để đảm bảo an toàn thì ngay từ đầu tháng 2 vừa qua, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị một số địa phương như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội v.v. cần phải giám sát chặt chẽ đối với các lễ hội lớn tập trung đông người. Ngoài việc loại bỏ hoặc là thay thế những tập tục không còn phù hợp, các địa phương cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi tổ chức các lễ hội, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, kích động bạo lực, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Yêu cầu này nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, bảo đảm công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vâng, thực tế ghi nhận trong những ngày qua cho thấy là công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức quản lý hoạt động tại một số điểm đến tâm linh đã được phía địa phương quan tâm, giám sát chặt chẽ, tạo ra những chuyển biến tích cực so với những năm trước. Nếu quý vị đã từng đi đò ở Chùa Hương mà năm nay lại sử dụng lại dịch vụ này thì sẽ cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi đó.
ơi, để hai lưng chan to lên dưới. Không còn lộn xộn co đò chào mời khách, mà giờ đây người lái đò sẽ theo sự phân công của hợp tác xã di chuyển theo số thứ tự. 3061. Mọi năm là chú đi chở thuê là mỗi một chuyến đò là cả ra cả vào là được 250. Nhưng năm nay là chú là đi chở thế này là chú là được 600-700 một chuyến. Đấy. Chú rất phấn khởi về cái dù mặc dù là một ngày, hai ngày chú được một chuyến thì chú cũng rất mừng. Ai cũng xếp lần lượt thế này, các cô rất là thích. Năm nay giá vé thì có thay đổi một chút cho nên là chúng tôi cảm thấy là cái giá cả của công người lao động năm nay là ổn định hơn trước. 70% giá trị vé đò được trả cho người lao động, 30% còn lại đóng thuế và phí quản lý. Đò được đánh số lắp ghế đồng bộ. Nếu lái đò không tham gia vào hợp tác xã thì sẽ không được chở khách. Việc thay đổi mô hình mới tạo sự hài lòng cho du khách. Đấy, rất là thoải mái hơn này, không còn tình trạng hò đò chèo kéo. Không có cò mồi, mỗi năm là các cô đi là cứ cò mồi là độc chúng tôi, cô được mất tiền thôi. Chỉ có một cái hợp tác xã để làm công tác vận chuyển và khai thác dịch vụ du lịch trên dòng Thúy Yến với số lượng là 3.800 phương tiện và tương ứng với 3.800 người lao động. Và cái quan trọng lớn hơn cả người hưởng lợi nhất chính là những người dân lao động, là những người chèo thuyền để phục vụ du khách. Ngoài đổi mới về hoạt động chở khách trên Thúy Yến, năm nay ban tổ chức lễ hội Chùa Hương tiếp tục triển khai bán vé điện tử, giúp công tác mua vé, soát vé được nhanh gọn, thuận tiện và tránh được vé giả. Bố trí ra nhiều điểm, nhiều trạm. Khi du khách xuống xe đấy thì là có các cái bốt trạm mua vé ngay và ngay ở trước cổng cửa trạm đây như các chị đã biết đấy thì ngay đây là rất tiện lợi và bán cả trên online và không còn có cái tình trạng cò vé. Lượng người tăng đột biến trong những ngày này cũng khiến gia tăng áp lực đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường như tại khu danh thắng Tây Thiên. Dù đã tăng cường gấp đôi nhân công, thực hiện chia tổ thu gom rác phụ trách tại nhiều khu vực, nhưng với địa hình trải dài gần 5 cây số trong vườn quốc gia Tam Đảo, để quét dọn sạch sẽ như thế này cũng không phải là công việc dễ dàng. Phải thu gom và vận chuyển rác qua cái hệ thống cáp treo. Việc này thì cũng rất khó khăn là cáp treo trong cái giờ mà hoạt động của du khách tham quan thì không thể vận chuyển rác được mà phải vận chuyển ngoài giờ. Và mỗi một cabin cáp treo thì cũng số lượng quá hạn, không vận chuyển bằng xe cơ giới được. Đã 9 năm nay, công việc hàng ngày của chị Huệ ở Đền Thượng luôn bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến tận đêm muộn. Bởi chặng đường thu gom vận chuyển rác rất gập ghềnh. Khách thập phương về lễ cũng rất là nhiều, cũng rất là vất vả, nhưng mà rất là cố gắng để làm, để là cho công việc nó hoàn thành ạ. Năm nào em cũng có ấn tượng đẹp về nơi đây, năm nào em cũng muốn đến và về để lấy mẫu. Và vệ sinh ở đây thì là được các cô, các chú là dọn dẹp rất là cẩn thận và tỉ mỉ, lại em thấy rất là sạch sẽ ạ. Trung bình một thùng rác đầy sẽ nặng khoảng 40 kg. Công việc vốn chẳng nhẹ nhàng, nhưng vì đã quá quen với công việc này, gánh rác trên vai cũng bớt nặng hơn. Công việc thầm lặng nhưng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan cho ngôi đền ngự trên đỉnh Non Thiêng. Vâng, với nhiều người thì đi lễ đền chùa đầu năm có khi đơn giản chỉ là những giây phút tìm đến với sự bình an, thanh tịnh để khởi đầu cho một năm mới với nhiều năng lượng tích cực. Thế nhưng cũng có những người coi đây là dịp để kêu cầu mạnh khỏe, bình an, công danh tài lộc v.v. Và dù là mong muốn gì thì vẫn luôn có những dịch vụ phù hợp. Ví dụ như là dọc con đường dẫn vào cửa đền Bảo Lộc ở Nam Định chẳng hạn. Ở đây thì có hàng chục những hàng quán viết sớ, bán ấn trạch, bùa hộ mệnh v.v. Kể cả khi chưa đến ngày khai ấn đền Trần thì khách hành hương vẫn được mời chào quảng cáo đủ các loại ấn đã được đóng dấu sẵn với nhiều mức giá khác nhau. Nếu du khách muốn được tự tay đóng ấn thì sẽ tiến vào cung cấm. Tuy nhiên thay vì để khách phát tâm tự nguyện đóng góp, một bộ ấn và bùa hộ mệnh ở đây lại được phát giá công khai lên tới hàng trăm nghìn đồng. Vâng, chẳng biết sẽ linh nghiệm đến đâu, thế nhưng mà với tình trạng bán ấn vẫn còn tiếp diễn công khai như vậy thì nó đã mang lại một số tiền không nhỏ cho ban quản lý của ngôi đền mà chúng tôi vừa nhắc tới. Vâng, nói rộng ra thì dù công tác quản lý lễ hội năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, thế nhưng ở đâu đó vẫn còn có những hình ảnh chưa đẹp để lại trong lòng du khách. Câu chuyện trục lợi từ hoạt động đổi tiền lẻ hay là nạn khấn thuê lễ mướn vẫn tiếp tục tiếp diễn, sẽ thay cho lời kết của tiêu điểm ngày hôm nay. Nếu mà đổi 1 triệu 1.000 thì bao nhiêu? Là mất 150. Đây là nhà chị bán buôn đấy, còn em vào trong kia là 1 triệu này là mất 200. Đây là giá này là giá nhà chị bán buôn, em nhìn bày biển đây này. 1 triệu thì mới mất 250. Cao thế.
tiền này là nó ít lắm, không có đồng giá mệnh hiếm là số nhỏ người ta không in nữa đâu. Lãi suất lên đến 25% cho mỗi lượt đổi tiền lẻ. Mệnh giá nào cũng có. Thậm chí đặt nguyên cả tủ tiền và ngang nhiên giao dịch ngay trước cổng đền Bảo Lộc Nam Định. 100.000 lúc đấy 25.000 gọi có công thôi, nhưng mà đây người ta ăn dày quá. Đắt lắm, ở đây họ ăn mãi kinh lắm. Nếu việc đổi tiền lẻ khiến bạn cảm thấy chưa hoan hỉ, thì dịch vụ khấn thuê tại đền Bà Chúa Kho sẽ có những ưu đãi dễ chịu hơn. Bình thường là lấy 5-200 nhưng mà đi 4 lơi chị lấy các em 1.150 thôi. Chị rất nhiều chứ, toàn bộ chị còn nhiều bản thảo lễ hội, giám đốc công ty còn ngân hàng còn khiến chứ. À, tức là chị ra thấy cũng lần thì. Khi lấy được niềm tin của khách hàng thì cũng là lúc các cò khấn thuê bắt đầu hành nghề. Xin nhé. Cốt và te và tre và chở cho hai em con buôn của bạn bán ở phường xin mỗi buổi livestream thu hút được nhiều người xem, để khi mỗi buổi livestream em chốt được nhiều đơn hàng. Địa chỉ em ở đâu? Dù ngay trước cửa đền đã treo tấm biển không nhờ khấn thuê lễ mướn, nhưng các cò chẳng bận tâm. Đặc điểm nhận diện là những người này thường cầm chiếc đĩa con và hai đồng tiền cổ chào mời khách. Đầy dài các bà đứng, các bà lại, các bà mới. Ngoài cổng có, trong đền có, ở đâu chẳng có chị. Nhờ cái lực lượng an ninh này, hàng ngày cũng đã xử lý được một số vụ, nhưng mà cũng không thể nào kiểm soát hết được cái việc khấn thuê lễ mướn trên bàn đền. Bố trí thêm các cái hệ thống, các cái mắt cam tại các khu vực trong nội tự để vừa là đảm bảo an ninh, vừa là thuận lợi trong cái việc điều hành các cái hoạt động của ban quản lý di tích. Còn tại khu danh thắng Tây Thiên, tấm biển này được ban quản lý đặt ở đây để cảnh báo nhắc nhở du khách không mua bán dược liệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Dĩ nhiên không thừa, vì cạnh đó, bạt ngàn dược liệu được bày bán công khai. Chẳng những là hàng trôi nổi, mà còn được dán nhãn, thổi phồng công dụng giống như thần dược để dụ dỗ người mua. Đây là mình lấy của họ, mình bán này mà mấy khi nào thì lại bán thế thôi. Nhưng có phải điều trị ung thư không? Có đấy, có cả đấy. Cái quả chuối này chữa được cả bệnh thận. Vâng, đúng rồi, chuối là chữa thận là đúng rồi. Cái này là nhà bác sản xuất à? Không, của những cái nhà người ta làm thuốc nam ở đây, người ta băm, người ta phơi. Đi lễ đầu năm để cầu sức khỏe, may mắn và bình an. Nhưng bỏ tiền mua những loại thảo dược trôi nổi, được gắn mác là thuốc chữa bệnh, bán ngay trước cổng đền. Nếu không may, rủi ro sẽ đến sớm, vì có khi rước thêm bệnh vào người. Khi dược liệu, loại thì bám đầy bụi đất, loại thì đã mốc xanh như thế này.